Còn ở đây thì có duyên như nhau hết, không có tiền như nhau hết, và được quý vị quý trọng như nhau hết. Chính là ở chỗ tất cả các thầy đơn giản là một vị thầy. Và hôm nay thầy Minh Thuận đó về việc chuyên tu để mà nhập thất, thì sau thời gian học, tính ra là thầy học 20 năm rồi đó, 20 năm ngồi miệt mài với sách vở, thật tình mà nói đó, cả các ta huynh đệ chúng tôi cũng không có thời gian học nhiều vậy. Thầy không có màng gì tới chuyện ngoài, chỉ lo học thôi, chứ không lo gì hết. Và về đây xin nhập thất để mà chiêm nghiệm lại những hôm nay thầy trời sao tự nhiên kêu tôi ra để biết rủi hay mai cái đây. Chúng tôi mới thưa với lại sư phụ ở đây nói là xin phép cho thầy Minh Thuận mở cửa thất ra, tại vì cái khu thiền đang đóng cửa đó, sáng sớm chúng tôi xuống mở cửa rồi thầy không có ý kiến gì hết. Tại vì mình á trụ trì ở đây mà mở cửa thầy muốn đóng cũng đâu có được, cho nên là thầy phải ra. Vì sao? Vì sự hiện diện của thầy sẽ rất lợi ích cho tất cả quý vị, một con người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Vâng, chỉ có thế mà thôi, quý vị đồng ý không? Dạ. Thưa quý vị, nếu quý vị đồng ý rồi thì thầy có một ý kiến nhỏ như thế này, là hai thầy đây đã từng đi giảng nhiều nơi và đã từng được nhiều vị Phật tử hay là xem như là khán giả lắng nghe. Bởi vì nhiều khán giả lắng nghe và các thầy giảng được nhiều đạo tràng cho nên các thầy trở thành nổi tiếng, mà thầy thì chưa ai biết đến. Thì trong đây các vị nào có hy sinh để làm khán giả của thầy không? Anh Di Đà Phật, thưa các vị, thật sự ra thì chúng tôi đã vào chùa thì cũng khoảng vào năm 84. Thì khi vào chùa thì ở với các sư bên khất sĩ, thì các sư đấy là chuyên tu, học thì chỉ là thầy dạy cho trò, học quay nghi rồi lễ bái cách cung kính trong chúng thì môn là nhiều, chứ còn đi vào trường học đó thì không có được như thường như các thầy. Thì chúng tôi lúc đó thật sự ra thì nếu mà nói thời làm tiểu á thì tu hành rất là tốt, thậm chí tốt hơn bây giờ. Các vị cười có nghĩa là các vị không biết có tin hay không, nhưng mà để tôi giải thích thế này thì các vị sẽ biết. Thật sự ra khi mới vừa bước vào chùa thì các chú nào cũng vậy, tâm là ý chí xuất gia, gọi là chí xuất trần thượng sĩ, cũng có nghĩa là phải làm sao mà tu và phải quyết là phải thành Phật, rõ ràng như vậy. Như trong sách các thầy nói là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật trung thiên và tam niên Phật thăng thiên. Cho nên cái chí xuất gia ban đầu rất là mãnh liệt. Vì mãnh liệt như vậy cho nên các thầy biết phải giáo dục nó, phải đào tạo học trò của mình cho nghiêm khắc, rồi xem nó chịu đựng được hay không. Thì bởi vì nhờ cái chí xuất gia như vậy đấy, thâm trọng như vậy, cho nên là cái chú tiểu hay chú sa di gì đó mới nhiệt tâm mà, và tu mà học có phải không. Nhờ cái đó nó mới vượt qua được khổ đau buồn tuổi trong cuộc sống. Chứ nếu mà cái chí á, cái chí mà không có thì vào là công phu công quả cực khổ như vậy á, thì cái chú sẽ nản chí thôi. Cho nên thì nhờ những cái như vậy thì mỗi bước đi, mỗi việc làm là nhổ cỏ cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật, đi ra ruộng làm cũng niệm Phật. Mỗi từng bước đi như vậy thật sự để chi? Để mình diệt đi những cái phiền não. Và thì có thậm chí có khi thầy về thăm nhà thì 30 cây số, hơn 30 cây số đi đường từng bước, từng bước là niệm Phật. Như vậy thì các vị thấy rõ ràng có phải là lúc đó thầy tu tốt hơn bây giờ không? Chưa được học, không được học nhiều, chỉ học về luật, về quay nghi, về những kinh sách mà trong đời sống hàng ngày của thiền môn nhập tụng mà thôi. Nhưng mà cái tâm, cái ý chí của một người tu rất là mãnh liệt, đi bộ như vậy. Còn bây giờ thì sao? Do việc học quá nhiều nên là cứ chui đầu vào sách vở mà thôi. Vì vậy nhiều cái phiền não đó mình không kịp đón nhận nó, và mình cũng khởi phiền não lên theo cái duyên như vậy. Như vậy có thấy chưa, cái sự thăng trầm là như vậy đó. Nó thăng hoa về phần học vấn thì nó trầm đi về cái phần tu tập. Ngày xưa thì thầy làm việc rất là nhiều, thậm chí dường như là suốt ngày, từ sáng đến tối luôn, không có thời giờ nghỉ.
Chỉ có cái giờ trưa là từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi, giờ đó là các thầy nghỉ ngơi, và giờ đó mình mới có thời giờ để mà cầm sách mà đọc thôi. Nhưng mà nhờ mình chuyên tâm lao vào trong công việc làm lăn xả không nghĩ gì hết, thấy người kia làm, người kia lánh công việc cũng không màng đến, mặc kệ, mình cứ niệm Phật mà tu thôi, bởi kinh điển dạy như vậy. Cho nên nhờ như vậy mà mình nhiếp tâm trong công việc, nhờ nhiếp tâm trong công việc cho nên là cái phước nó sanh, công đức nó tăng trưởng. Vì vậy nhờ mình nhiếp tâm làm như vậy cho nên khi là một ngày chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, và mình học thì học bài rất là nhanh. Ở bên các sĩ thì mỗi buổi sáng là phải vào phòng thầy gõ cửa 3 tiếng, thầy mà lên tiếng thì vào, không lên tiếng thì thôi. Mà trước khi gõ cửa là phải tụng kinh xong rồi xuống nấu nước sôi mang lên gõ cửa, thầy mở cửa ra thì đem vào cho thầy đánh răng xúc miệng, thì mình dọn dẹp phòng góc, xong thầy vào mình mới lễ bái thầy 3 lễ và trả bài. Nhưng mà công việc dù có nặng nề như vậy, nhưng các vị biết thầy chỉ trả bài trong 1 tháng thôi, thì sư phụ thầy bảo thôi không trả bài nữa, con tự học đi. Các vị thấy là do mình chuyên tâm, chuyên cần trong việc làm. Vì chuyên cần trong việc làm cho nên mình nhiếp tâm, thì khi học mình cũng nhiếp tâm. Mình biết rằng thời giờ mình không có nhiều, cho nên 1 phút rất là quý giá, 1 tiếng đồng hồ thật là quý giá, cho nên tận dụng hết tất cả và nhiếp tâm học. Còn cái người nào vào chùa, các vị biết, vào chùa mà lánh hé công việc, chạy trốn công việc, người ta làm đó, anh em làm đó, mình chạy đi chỗ kia, mình tranh mình học, cái chỗ này các vị là tổn đức, tổn phước. Tuy là mình có học đấy, cái học vị mình càng cao hơn người đấy, nhưng mà nó sụp đổ một ngày nào đó, mình sẽ không hay. Còn những người ta âm thầm, không ai biết, đệ tử của thầy của thầy đây thì trên 30 người, tất cả không còn một người nào ra đời hết. Khi một thầy kia đưa thầy về Sài Gòn, thì 4 thầy, thì 3 thầy kia cũng ra đời luôn, và chỉ một mình thầy còn tại như vậy. Nhưng mà đây là một cái điều mà thật sự các vị biết là phải biết trong cái việc tu tập ấy, là mình phải chuyên cần. Thì chuyên cần đó là cái đạo đức mới tăng trưởng, thì cái phiền não nó mới diệt đi. Thì đấy là vấn đề trước khi thầy tu tập như vậy. Nhưng mà thôi, không nên nói nhiều về việc đó. Thầy muốn kể một vài việc khi thầy sang bên Ấn Độ cho các vị nghe. Thì khi sang Ấn Độ, các vị biết là đi sang bên kia rồi thì các việc học nó rất là mệt mỏi. Học là không phải học bằng tiếng Việt, mình còn bên đây thì mình học thì cũng như học tiếng Anh bên đây, thì các vị cứ học là không có luyện giọng, cho nên khi bên kia người ta nói mình không nghe được, không nghe được, cho nên tự nhiên mình sanh tâm rất là buồn và lo lắng, sợ hãi. Từ đó nhiều cái vấn đề là phiền não nó khởi sanh, nhưng mà phải cố chăm chỉ học hành. Rồi những lúc mà vắng vẻ thì ngồi lại để nhớ nhà, nhớ vô cùng luôn, nhớ quê hương gì lắm. Các vị có biết là, nhưng mà cũng bất hạnh thay, khi thầy nhớ lại một câu thế này, có nghĩa là ông bà ngày xưa có một cái câu ca dao, mà câu ca dao nó nói là: ta đi, ta nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Tất cả quý vị phải biết câu này chứ gì. Nhưng mà bất hạnh thay là thầy bị phim son, cho nên là ăn rau muống cũng không được, mà ăn cà cũng không được, mà ăn tương cũng không được. Thầy nghĩ là không biết ông bà mình có muốn trừng phạt mình hay không mà đặt cái câu này như vậy. Cho nên là sau này thầy mới đặt lại một cái câu, nghĩa là: ta đi, ta nhớ quê nhà, nhớ rau lăn luộc, nhớ cà ri chay. Trời ơi, nhớ quê nhà mà nhớ cà ri này chắc phải nhớ hoài. Nhưng mà còn 2 câu sau nữa, thầy có nhớ không thầy? 2 câu sau của bài thơ đó đó. Thôi bỏ qua đi, đừng nhắc 2 câu sau. Thì nói cho nhân vui thế thôi. Thì các người biết thì học rất là mệt. Mình bởi mình nghĩ là khi mình muốn đi là mình muốn gì? Đây, các người biết là khi thầy đi học như vậy là thầy ở chùa thầy thấy là cuộc sống của thiền môn nhiều khi nó không như mình mong đợi. Mấy khi vào chùa cứ ngỡ là các anh em thương nhau, Phật tử vào chùa cũng là thương nhau.
Nhưng mà có một cái duyên sự thế này, cũng cùng là Phật tử với nhau, cùng đi chùa với nhau, nhưng các vị lại quên một điều là yêu thương nhau. Ví dụ như cô đây là năm nay cô 40 tuổi, cô vào chùa, thời sư ông đây là cô công quả phục sự như vậy. Thì đến lúc cô 70 tuổi thì lúc đó là thầy đây, rồi thầy lại truyền cho đệ tử nữa, thì lúc đó cô đã già rồi, cô không làm được. Thậm chí cái thời điểm đó thì thầy nếu thầy vào chùa khoảng ta năm 83, 84, thì các người biết đời sống rất là khó khăn. Vì đời sống khó khăn như vậy cho nên là người ta muốn gom nhóm một chút tiền của để cúng dường vào Tam Bảo rất là khó. Mà khi ta đem được rồi ta cúng thì cúng cho quý sư thôi, không cho Phật tử. Nhưng mà các ông các bà này từ ngày xưa là người phụng sự cho Tam Bảo từ thời tổ sư, và cho đến bây giờ các vị vào đây thì các thầy phải cho các vị ăn, có phải không? Nhưng mà người Phật tử đem đến cúng dường lại không chịu, phải muốn là chỉ cúng cho sư thôi, và sư không được quyền cho ai hết. Các vị thấy với cái tâm hẹp hòi và ích kỷ, chỉ mong cúng dường cho sư thôi. Các vị phải nên nhớ rằng là khi cúng dường cho sư, sư làm cái phước đức sư cho người khác nữa thì các vị đạt cái phước đức, các vị tăng gấp đôi, có phải không? Nhờ các sư, nhờ các thầy đây mà các vị mới có dịp để gieo duyên làm và phụng sự cho Tam Bảo. Thế mà các vị biết hẹp hòi ích kỷ, chỉ có biết ông thầy của tôi thôi. Các vị ngay cái chỗ đó, các vị trở thành sở chấp và đau khổ. Ngay cái chỗ các vị đi cúng dường Phật Pháp, bây giờ là gì? Các vị phải trầm xuống, khởi tâm lên cúng dường, bây giờ là khởi tâm lên sân hận. Như vậy cúng dường là phước báo, sân hận là tội lỗi, có phải không? Vì đã đó cho nên là thầy cố tâm đi học. Đi học để cho gì? Cho có học vị, cho để đi giảng dạy Phật tử. Ngay sau này có khi nào đó mình có cái điều kiện nhân duyên thì mình xây dựng chùa chiền và mình rước những người Phật tử, không phải là Phật tử của chùa mình, những người Phật tử già cả ở những nơi nào khác, nên để về cùng ở với các thầy, cùng niệm Phật. Các vị còn thời giờ để niệm Phật, các vị còn làm được quét sân, châm đèn thì các vị cứ làm, không được các vị ngồi đó mà niệm Phật cứ đến cuối đời của các vị. Đây gọi là hồng ân tam bảo, có phải không? Vì cái chí như vậy cho thầy quyết chí là đi học. Cứ phải không biết chứ đi học. Nhưng mà khi đi học qua anh kia gặp khắc nghiệt rất là nhiều, cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mà thầy nói ra thì sợ các vị tổn phước, bởi vì các vị sẽ có sự khen và chê. Thì thôi thầy không nói, thầy chỉ nói là cái tình người nó cũng éo le lắm, nói như vậy. Mà đời của thầy chắc là cũng bất hạnh nhiều, cho nên nghiệp trước thầy cũng như duyên lành, cho nên là gặp cảnh như vậy thì thôi cũng sao đâu. Cứ như người nghèo mà không biết ông bà mình có nói là người nghèo đi đến xứ mua thì sao? Thì cũng không có giàu không? Như thầy như vậy. Cho nên là thầy quyết chí gì cái tâm đó, quyết chí đi học là để gì? Một là mình làm lợi ích cho mình, hai là cho Phật tử, ba là đào tạo tăng chúng. Cho học không có phép thiền môn vi cũ. Vì là đó mà mình đi, cái chí rất là mãnh liệt. Nhưng khi mà sang đó rồi thì học đến năm 2004 thì thầy tốt nghiệp với lớp gọi là phó tiến sĩ đó. Thì thầy mới gọi điện nói chuyện về thầy Thuận đi bằng mail, thì nói tôi chán quá giờ tôi phải về thôi, tôi không học nữa. Thì các thầy bảo tôi cố gắng học, thì thầy học tiếp, nhưng mà học trong trạng thái đau khổ, các vị thấy chưa? Khi ra đi chứ có hoài bảo là làm lợi ích cho mình cho đời, nhưng khi qua bên kia rồi nó lại xuống. Các vị thấy sự thăng trầm của cuộc đời là vậy. Tâm thức của mình đó nó thăng trầm, có phải không? Cũng một tâm này thôi, cũng một tâm là làm lợi lạc cho mình, cho mọi người, nhưng mà cũng một tâm này vì cái nghịch duyên mà nó trầm xuống, nó đau khổ, vì đau khổ cho nên nó không thể làm